Này chó nhìn thấy nó khóc. Xương, chỉ chó xương không ngồi. Chó ngồi cứ lấy chân lau với chảy nước mắt. Lạc không còn tí thịt nó dính, sợ thật. Chào mừng tất cả mọi người đã quay lại với kênh 35Vlog của anh em mình nhé. Hôm nay thì anh em mình sẽ tổ chức thịt một con lợn. Mình đang đun nước để làm lông lợn này. Đây là khung cảnh xung quanh nhà mình này. Mình nuôi cũng khá nhiều các loại con vật, dê, vịt thì mình nuôi cũng rất nhiều, tầm khoảng gần 2.000 con. Đây là lợn nhà anh em mình nuôi đây. Đây thịt con thác lợn. Thác lợn. Lợn rất khỏe các bạn ạ. Hai người giữ không giữ nổi. Hắc lợn. Lợn anh em mình đã hãm tiết xong rồi, chuẩn bị ra để làm lông. Trông mới chắc lợn nhỉ. Chắc nó chạy. Này, chắc toàn là. Con này Tạ Mốt vừa đuổi rừng về xong. Vừa đuổi rừng về. Thôi bà đừng có mục điêu nữa. Bắt hôi ra, bắt được. Hết cả hôi. Hết cả hôi. Đuổi trên đỉnh núi xuống chứ đây làm gì có rừng. Lợn này lợn núi. Nước này mình pha cả nước lạnh. Cả nước lạnh. Nhiệt độ nó vừa làm lông dễ. Rồi anh lông. Này trời. Rồi đấy. Đâu. Và tuyết. Trơn cái bì nó trơn. Nước chuẩn nhỉ, tay cào sạch luôn. Thợ tận ngoài sạch trong Sài Gòn về chuyện đơn giản. Dạ dày tết nhỉ. Chuyển sang màu trắng. Hắc công tử rồi, bạch công tử. Đang chuyển thành bạch công tử. Bạch công tử rồi. Hắc lợn chuyển thành bạch lợn. Mang cái kia vào trong nhà Khánh rồi. Thành bạch công tử lại vào, bạch công tử lại vào xoong. Đang hắc công tử vào xoong thành bạch công tử, thành bạch công tử. Kiểu cứ như chuyện cổ tích ngày xưa ấy nhỉ. Biến hóa, biến hóa. sốt Pháp Ban. Sốt chắc ở đây muỗi nó đốt nhiều. Muỗi đốt nhiều không mắc màn, chịu không mắc màn. Diện sau nuôi lợn mắc màn chịu không mắc màn cho nó. Miền Tây nó nuôi lợn không mắc màn đốt chết. Cụ hưởng thọ được vậy thôi. Cụ được hưởng thọ được 7 tháng. Có lên 20 ngày còn có. Thôi vậy ấy là cái gì để làm lòng rồi để chạy vào trong làng mua chứ? Rau thơm, rau thiết, rau răm với hành hoa thôi, lại ngay nhà tàng nó hay ủ hay sẵn có à? Rau răm với hành hoa. Răm hoa trên đẫy hành hoa. Vậy ra ấy nhá, đàn xong là tí mấy nhá vào nhá. Lúc đi vào đây nhá. Cứ biết vậy đấy. À, chơi cơm uống rượu chứ còn biết vậy thì nó... Cái này cái bà ngoại ông vào, ngoại ông ra. Chú lòng đấy chú biết thắc mắc mãi. Chị ạ. Chú kể. Chị ấy nha, chị mấy hai đồng cho cháu vào nha. Sao nhớ em giờ phải chịu. Vịt gà, nhà bao Việt. Bảo mà, đấy là gần bác là có Việt này. Mỗi người đây. Khó vậy. Khó vậy. Để chú Diện nuôi tuần phải vặt lông nách với lông mũi cho nó. Quắt lông. Bỏ màn các thứ cho nó ngủ. Nuôi về là hơi đoảng. Nó sạch. Nó sạch. Miếng bạt này. Có miếng bạt nào bé thì mà. Này giám đốc tài chính về. Đi 2016 nhỉ? 2016 nay 7 năm. 2016, bà mất xong rồi đi. Khó ăn lắm. Khó luôn. Khó ăn. Nhưng mà này anh chỉ thích ăn hấp là sướng nhất. Về cứ trông trắng vậy. Ra ra nguyên lột cho chó rồi. Vứt ra đi. Ừ. Không dám ăn. Toàn đánh lông sống. Đánh lông sống toàn chân lông trong. Tay hết mà. Bánh như rau làm. Hơn rau làm. Đó lại rau khác lắm. Rau làm còn đánh còn khó đánh. Nó mỏng. Rau kia. Rau đấy là sắc nó cứ vẩy nó phát ngược đi mẹ bay đây như này. Mà rau sắc là bay hết. Lợn, ra lợn. Con này nó nóng quá, nó ra nước không nằm. Bẩn hết rồi. Đây. Ơi. Diện vào lấy xà phòng tắm, tắm lại cho nó. Tắm xà phòng một thứ đi. Xịt nước hoa cái thứ đi. Còn lướt qua cho nó. Cạo râu, lấy tay tai, rồi nhổ lông nách. Đầy đủ hết. Này tự động. Muỗi nó đốt. Muỗi nó đốt. Vừa dặn chú Diện là sao nuôi mang màn ra mắt cho nó. Núi đây thật chật vạn tối này. Có 3 hôm vừa rồi nắng mà chết con lợn không ăn được tí nào luôn. Không truyền cho nó. Truyền nước cho nó. Không chịu, con lương bảo nay chín nó về cho ăn lên hết. Truyền bác sĩ ngay bên không truyền. Bác lên nãy bác bảo ta đoán vậy thôi, không biết phải hình như ở nay về là bảo mùng 1 tháng 6 về, nay đã đến chưa nhỉ? Hôm nay vượt rồi. Nay mùng 1 tháng 6. Còn bác bảo chị ở vậy thì khả năng ngồi về là đúng. Mà làm gì ta nhỉ? Sao lại làm 5 mâm cơm nhỉ? Ông ngồi ngay lúc bảo làm gì vậy ta nhỉ? 5 mâm cơm để làm gì nhỉ? Ngồi hỏi thì chưa ra. Tức là ăn cũng phải có lý do anh. Đấy, mình hỏi mình hỏi chuyện cho cụ lợn lên thớt thì làm luôn phải không? Bác Lương khoảng 5 mâm mà. Không, thì bảo. Nó dậy. Natasha. Hai. Tắm sạch sẽ quá rồi. Cho cái đi dao ấy lợn đói này là ruột nó ngon. Đắng chứ anh. Đắng. Đói quá đắng. Thế theo lý thuyết là bài của tự hành thì thuyết đấy. Đắng hay không là mình làm. Đắng ấy anh ạ. Đói quá nó không tiết được tiết đấy ra để nó tiêu hóa rồi là đắng. À. Tiết mật ra là đắng. Tí anh em mình làm món pịa. Làm món pịa lợn này. Cái rau thơm đấy bác ra em làm cho ít ăn thịt sống. Tí bác vứt vào lợn nóng, lợn nóng. Đâu bảo tí bác là vứt vào lợn này, ăn lợn nóng mới ngon này. Nóng bỏng tay này. Cắt đâu ăn đấy luôn. Này, siêu nóng. Tí lấy cái dạ dày nó là vứt vào lửa nướng. Bà đứa nó dày thì chết bà đi thì xong mất cả con lợn luôn. Thôi đại nào đi ăn. Hôm nay ăn liên hoàn cái vụ đấy chả to bà anh này. Mình được luyến đèn của một lúc nữa. Bác làm ăn nhít nước lên như vậy đúng lúc. Gặp thời gặp thời. Bên Gia Băng về đó. Bán về. Không phải. Về làm sao mà thì các bác các chú chẳng biết thế vậy. Thế là Yên về làm 50 cỗ bác lên đấy không có việc gì ta. Sao làm to đấy nhỉ? Mất mâm cả. Tôi ăn nguyên lợn với cả dê à? Thấy Yên nó thông báo là 5 mâm. Cảnh trăm một lợn. Nhảy ra đây mang một kia tùm thôi. Anh bỏ trong cái chậu này không biết gì rồi. Nó đổ ra chậu. Đổ tí cả làm rồi luôn xong rồi đổ thế. Cái xô cũng được. Cái xô nhựa, xô nhựa. Còn ăn nó cái này đấy sơn. Đúng như bò không ạ? Pịa đấy. Ê, cu vào lấy sơn đi con, pịa. Đúng như bò, xanh lét. Nan rau ấy anh, ăn hết thì cây dừa có làm được cái rau đấy. Cái này vậy là nó chê cám rồi. Làm pịa thì tuyệt vời. Không có tí cám nào ở trong bụng nhỉ? Cái này. Được, được. Cái lợn này là làm không có mùi hôi tí rồi nào. Tại vì nó đâu có cái gì đâu mà không. Không ăn cám, không ăn cám. Không có mùi hôi gì. Không có mùi hôi đúng không? Có mùi thối. Lấy cái muối bỏ hạt to anh nhá. Muối hạt to á. Ở dưới me dưới ấy. Cái thợ chuyên nghiệp có khác. Tách từng rẻ sườn sườn ra một. Châu. Con trâu. Xin để mấy cháu đến cái còn gì. Này chó nhìn thấy nó khóc. Được. Xương, chỉ chó xương không ngồi. Chó ngồi cứ lấy chân lau với chân nước mắt. lạc không còn tí thịt nó dính sợ thật. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. đất này. Cũng là làm thì lâu mà ăn chẳng mấy chốc nha. Ừ. Hai bên. Tí nữa thì khỏi phải thái. Vậy nó quấy, rồi quấy phân nó ỉn ô nhiễm nhanh, không có để thịt nó luộc. Ông đội ruột này mà ông Ân ông đại ông chính tay đi mà tay to cũng rất đứt chứ, bắt đầu Ân ông gãy này thì chết rồi mẹ, hỏng rồi mặc banh thấy chúng mày banh dễ lắm mà tao không rất thì cắt lấy 4 cái giò ăn cơm về trứng diện mà thấy hết điện mẹ nó coi thường tao, nó không bảo định bỏ vào giận cháy nói xấu ông vậy, ông nghe thấy này ông dã trò. Như vậy thì bé hay giờ bảo người có việc gì thì phải bảo tao, như lúc người không bảo thì để tao cứ ngồi tao đợi lúc ngồi nó vài cái băng long im luôn thì mừng thế như ngồi này chuyên dụng làm lọc thịt kém còn thua phổi vào bộ lão kia đặc số mưa chuyên nghiệp là khác, chuyên làm là quen tay quen rào đấy, quen tay đấy. À. Chắc mua không hạng bắt, chắc mua không, còn bà không thiếu gì. Bây giờ bắt nó lủi hết hơi rồi, bắt lên thì ông mua nó thả ra. Nắng nôi này có đi được không? Đi đâu? Đi về nơi xa. Đi về nơi ấy. Nơi xa. Hai anh nhau lủa vịt hết hơi lên, chú không biết giận dỗi gì, bỏ về thẳng. Giữa trưa nắng nóng vậy. Giết người không rào. Từ sáng rồi đến trưa. Chơi vậy ai chơi rồi. Đưa tiền trước đây bắt. Tôi lôi ra đánh đồn chặn xong rồi bắt. Nên có đánh tháo thì cũng mất tiền. Tập tiền chặn nó tính trước. Hôm nay người đông rồi không chạy được đâu. Nay mày có chạy lên quận. Người ta có ăn phở chửi nha em, có phở làm gì nào. Giờ thì đưa tiền trước bắt. Đánh tháo nó chết. Ơi chơi đúng giữa trưa bắt thành nhân ra bắt vịt xong không nói câu gì đi về. Anh lừa dậy bắt đây, bắt đây sạch chưa, bắt đây đi bắt giả bắt chưa đi rồi nó còn anh dỗi chưa, bắt cho hàng đây còn đưa tiền chưa anh bắt rồi không ạ, cắt qua đem mua nữa bộ đài đấy hôm nào luôn bắt lần. Đang xem đã giả tiền chưa? Vâng ơi, Hải giả tiền rồi, thức thả vịt vào đi. Hai anh em mình đã thịt xong lợn rồi, thế mình xin phép được dừng video tại đây nhé. Rất mong được sự ủng hộ của mọi người. Xin chào tất cả mọi người.